con mình dân ở đây xuống mua luôn, mua vài ký, vài ký về làm gỏi hay là nướng thì tùy. Cá này là nướng là ok gia đình, cá bự á. Bà con mình ngồi lựa cá ra nè, cá lớn theo cá lớn, cá nhỏ theo cá nhỏ. Rút đã chưa, rút không, toàn bộ rút không. Tính ra quyền một hết cái đẩy rút này cũng tầm 4-5 tạ. Cá măng, cá nhồng, cá chép. Dạ, mến chào cô chú anh chị. Ngày mới em chúc cô chú anh chị được nhiều sức khỏe nha. Hôm nay em xuống dưới biển Long Hải, quê hương của em, ở thị trấn Long Hải, huyện Long Điền, tỉnh Bà Rịa, Vũng Tàu. Ở đây mình nhìn qua bên kia là thấy núi Vũng Tàu á gia đình. Chiếc xuồng em đang quay nè, hồi tối bị rủi ro chuyện gì thì em chưa có biết rõ, nhưng mà xuống đây thì nghe bà con mình nói là hồi tối khoảng 11 giờ thì chiếc xuồng này xảy ra hỏa hoạn nè gia đình. Cháy hết cái phần ở đằng sau luôn. Hồi nãy em có bay playcam ra cho gia đình mình xem á. Thiệt hại rất là nặng nha gia đình. Và đây là thúng bà con mình đi biển vô nè gia đình. Giờ em mời gia đình cùng với em đi xuống dưới biển tham quan, cũng như là đi trải nghiệm xem bà con mình ngày hôm nay đi biển vô có được nhiều hay không nha gia đình. Dạ, giờ này là bà con mình đang đi biển vô nè gia đình. Lưới ghẹ, lưới ghẹ thì ngày hôm nay thì không có được nhiều như mấy bữa nha gia đình. Đây là thúng bà con mình đi dập ốc vô nè gia đình. Dập ốc ở đây là cái dập mà dĩa nó giò tròn tròn như cái dĩa, người ta đánh ốc hương. Ở đây là dàn đò, dàn thúng bà con mình bên đây đi biển là đi hết luôn á gia đình. Giờ này mấy anh mấy chú đang đi biển vô nè. Đang chạy xe tới kéo lên. Cá măng, cá nhồng, cá chép. Con này cũng mấy ký á, bự á. Giờ là xe mới cày xuống kéo thúng lên. Bữa nay bà con mình đi lưới vũ cá chích. Có vài cái thúng thì đi lưới năm. Đánh cá chét, cá nhồng, cá hường. Cái chú đây là đang đi te vuốt nè gia đình, đi gọi là đi cào ruốc á. Trời nó im quá, bà con mà đi biển vô cũng không có được nhiều cá mắm rồi không có. Thứ nhất là do nước chạy im, nước nó dơ. Sóc trắng, sóc trắng là nhiều nhiều ha, đóng lần 5-70 kg rồi gỡ coi sao. Làm như lưới ngao mình hồi đó. Dạ, đóng mà nó dẻo chì ra coi gỡ nó ra làm sao. Đó, cả ngày hôm qua đó, cả đuối nhà quê á. Dạ.
cá ghim, cá ghim, cá độc, cá đuối ghim, có cái ghim không biết đâu, đi lấy ra túi à. Mấy bữa nay bà con mình đi biển ít có thu nhập nhiều lắm. Cá nhồng là cá đục. Ta tưởng cái ghế đeo này ta bỏ lên luôn. Gai. Mực gai, mực gai, mực nang. Dạ. Cá từ rối luôn, mới vừa vô. Cá chai. Cái ngon lắm, đợt này toàn cái mà không có con nào con cá đực luôn. Cá lử. Cá lử châu. Ra tháo ra đường để nó xuống nó hàn lại hết. Trắng con nào lấy ngon ngon ghê. Từ rối luôn. Cá này trăm ngàn, trăm mấy ngàn ký cho chị ha. Có gì đây? Sóc trắng. Sóc trắng này ngon. Nấu món gì ăn cũng dễ. Chiên kho, canh chua, hành ớt gì cũng được. Đó. Giờ có hai chồng tôi mua mấy cá chiên về nấu chua măng. Chua măng. Hai sóc muối chiên, còn này hai lử kho. Rồi ơi, y bài luôn. Má cà vàng lưới được hai con lưới nó đeo nó bắt. Thôi để dành ăn đi. Đó để dành. Giờ này là bà con mình bắt đầu là vô, nãy giờ cũng bộn rồi nè gia đình. Chung cứ hai ba chiếc đi biển vô. Mà hầu như là bữa nay vô là bà con mình không có được nhiều. Tính ra là một chiếc kiếm vài trăm ngàn chạy gạo qua ngày. Nghe mấy anh chia sẻ lại mấy anh nói á. Đi biển chạy im thì nó rất là khỏe, nhưng mà im quá cá mắm nó cũng không có chịu, với lại một phần nước dơ. Khi mà lưới mình đánh xuống dưới nước á gia đình, cái là nước nó bán kêu bằng nước bán nước chín nước nó bám vô trong lưới thì con cá nó sẽ nhìn, nó thấy lưới nó sẽ né ra. Đây là em trai đây đi giăng lưới, giăng lưới trong bờ. Chào em. Ok, chào em. Túi không đỏ vậy. Chết người, giết người, giết người. Tiền đâu giờ mua, giờ mua tiền đâu giờ mua tiền mặt nè. Chuyện cho bao chuyện tài chuyện bản tiền mặt. Tiền mặt đây, tiền mặt nè. Khách xuống mua cá chứ. Mực nang. Mực đó mình lên chợ trăm mấy hả chị ha? Ốc hơn bà con mình mới đi biển vô. Ốc đây 200-220 ngàn đồng một ký. Có bữa thì 200, bữa nào ốc hiếm thì 220. Tùy theo buổi chợ nha gia đình. Ốc đây cũng mấy chục con một ký. Cá hiếu. Bà con mình đi giả cào vô, giả cào chiếc ở gia đình. Đang ngồi đây bán cá mà. Ngay cái đường này là đi thẳng lên trên nhà em luôn.
Đây có cái quán cà phê mà con mình đi biển vô là tập trung ở đây uống nè. Uống cà phê ở đây. Nông giá học sinh cũng 15 có bán định giá chưa nghe sao xe đó được không cái mã dạ đây là bà con mình đang dính cá lên lơi bán này gia đình cá chích cá chích có cá màu có cá chích này mấy chục ngàn một ký gia đình. 24 ký nữa à chị? 12 nhân luôn. Cái 15 cái chào anh. Thôi đi đi nô. Cho đi đi. Thôi đi đi chị. Cá chích thụt. Cá chích này gỡ á. Thành ra cá nó bự. Đó, cải mừ luôn đi. Mừ đi. 15 25. Cái thùng nước thì qua bên đây nè. Cái qua em quá. Còn mình cũng mới đi biển vô nè. Cái chất không ai gia đình. Cá này lớn bà con mình mua về bán chợ nè, làm bà lá chanh cũng có nè, làm gỏi nè, làm chả giò, cá lớn làm mà nó ngon lắm. Hôm nay mua cái nhỏ này không? Đây nè, cái này nó cũng vậy nè. Chết nhìn đã chưa? Cá bự nó không, bự tôi với bự. Đi đi. Rồi đổ qua đây con. Đi. Đổ ra. Bán cà phê về kia. Có cái cô bán à. Đậu hũ. Đậu hũ đường á gia đình. Dừng cá chạy lên. Cái hồng là 21 chú. 20 rồi 21 nữa. Là bán 2 chục bán 2 ngàn bán 1 cái cho bán xong rồi bán ngàn. Thì nhỏ nhỏ tí mày bán đi. Đổ giờ tao lên đi, giờ bán cho bả đi. Mệt quá, nghỉ mệt. Bà con mình ngồi lựa cá ra nè. Cá lớn theo cá lớn, cá nhỏ theo cá nhỏ. Chích ngon ghê chứ. Cá này mấy chục ngàn một ký á gia đình. Ba mấy ngàn ký. Cá không có gia đình cho nên cá hơi có giá. Mà con mình ai dân ở đây xuống mua luôn, mua vài ký, vài ký về làm gỏi hay là nướng thì tùy. Cá này, cá này là nướng là ok gia đình, cá bự á. Đây là anh trai đây đi nghề ra gặp đánh về ốc hương. Em quay cho gia đình xem cái dập đi bắt ốc hương nè. Đó, một cái dập vậy. Một cái dập này mình mua cỡ nhiêu tiền anh trai? À, là hoàn thiện như vậy 45-50 ngàn ha.
chục cả 40. Nếu mà mình làm thì có dễ làm tới 20 à. Dạ mình làm á. Nhập công lắm. Nếu mà mình làm á thì nhập công chút nó đủ cái chuyện á. Dạ. Chứ cái này đơn giản mà chút xíu sắc bao nhiêu có gì đâu. Bữa nay anh vô có không? Bữa nay vô cũng được mười mấy ký. Mười mấy ký hả? Ốc bữa nay mình được giá. Bữa qua 40 ký. Bữa qua thì được 40. Bữa qua đáng rồi gần 9 triệu. Dạ. Nếu muốn tới sáng cũng kiếm vài chục ký. Dạ. Không mệt có hơi vô cha. Bữa giờ nó cũng đuối ngày rồi. Rồi làm nắm tháng có lúa rồi vô. Nè dập đây đi cũng gần lắm. Đây chạy ra một chút à. Chạy ra một lý. Một lý hả? Tính ra cây số 8 cho 2 cho 2 cây số 3 cây số đổ lại. Ở đây là anh móc mồi anh bỏ vô đây nè. À, cái con cùm cúm màu vàng vàng hay là tâm tích đó. Vô cái da đó anh đánh xuống cái con ốc á nó nghe mùi á. Dạ. Nó nghe mùi đâu cái nó bò vô. Đánh cái này thì sâu lông nhiều hả? Wow, sâu lông nó độc lắm. Yeah, ở dưới cái vàng xuồng bà con mà nó dưới ao á, kêu bằng xóm miễu bà gia đình đi biển không có, vô chiếc được vài chục ký à. Còn vàng thúng trên đây thì cũng vậy. Cá bữa nay thì 11-12 ngàn đồng một ký. Còn cá chích xuồng mà gỡ thì mấy chục ngàn một ký. Cá đó thì nó lớn hơn. Tại cá đó người ta đánh ở ngoài khơi á gia đình. Rồi hết từ từ đi về. Thôi nhỏ được lòng cái mua rồi. Được mấy tạ ruốc. Rút đã chưa? Rút không? Toàn bộ rút không? Mới kéo vô luôn đó gia đình. Ngày trước ngày Vinh Cô. Buổi chiều hơi có gió nhưng mà lượng thì im lượng. Một kết vậy là mấy chục ký á. Đi hoàng hoại luôn á. Dạ. Tắm tay giúp chị hát cái nhà nó lộn mèo. Tính ra nguyên một hết cái đẩy ruốc này cũng tầm 4-5 tạ. Nắm ruốc nhìn thấy đã gia đình. Nhìn coi ruốc nè, đã không? Từ rối luôn á. Giác này 4-5 tạ cậu Năm không?
sáng cái ngoài kia có cái đố không con này. Rồi hết từ từ đi về. Được mấy tạ ruốc. Ruốc. Gọn này 7.000 đồng ký à. Buổi chiều ở dưới biển Long Hải vui, đúng vui luôn. Bà con mình kéo ruốc nè, kéo lưới rùng nè, cho nên còn nữa nha gia đình. Đó. Ruốc nó nặng lắm á, tại nó nước á. Ta cần ruốc nè. Căng bị xét. Rồi nó qua 4 ký luôn à. Qua 4 ký. Không có việc gì hết các bạn. Đúng luôn. Quá trời ruốc luôn. Mấy anh mấy chú bắt đầu là thao lưới vô lại nè. Kéo xong rồi, thao lưới vô. Bán hết 4-5 tạ mà còn nhiêu đây này cho nó. Người mua ít chục ký bỏ vô kênh. Tính ra giác lưới này cũng gần cả tấn ruốc. Còn nhiêu đây. Hồi nãy đổ ra tới ngay cái khúc ngay cái càng màu trắng trắng luôn. Dòng mà ngày biển mà. Ngày này có là ngày kia có luôn. Đóng cá ghim không? Kêu bằng cá đuối ghim. Mực lớn mới vô mực tươi lắm. Yeah.
cái chích. Cái chích bên này thúng vô cái chích hơi to. Giờ này bà con mình đi biển vô cũng gần hết rồi gia đình. Hôm nay bà con mình đi biển cũng không có được bội thu lắm. Lưới cá chích thì cũng không có được nhiều. Chiết được vài thùng. Nhờ cái là con cá gỡ thành ra là cá nó hơi có giá một chút. Còn cá vũ thì mười mấy ngàn đồng một ký. Dạ em xin phép cô chú anh chị nha. Em kết thúc video ở đây. Cảm ơn cô chú anh chị đã xem video của em. Gia đình mình xem video nhớ đăng ký kênh và tặng cho em một like nha. Em chia sẻ cuộc sống hàng ngày bà con mình ở vùng ven biển có điều chi sơ sót, mong cô chú anh chị bỏ qua cho em. Bye bye gia đình nha.